The true hero Hope Stewart set down the receiver of the phone and sighed. Turning to the laptop on the counter, she opened the weather app, and stared at the screen. Excuse me, a smart-looking man wearing khaki pants and a wool sweater said, interrupting her thoughts. My name is Jasper Cooper. I am in town for the night to interview Mr. Marcus Cole. I'm wondering if he has checked in yet? My cell phone died. Hope's cheeks grew warm as she studied the gorgeous specimen in front of her. His black hair and baby blue eyes seemed like a contradiction of sweet and dangerous. A contradiction she wouldn't mind exploring. Hello, Mr. Cooper. Welcome to Darby Chalet. Unfortunately, Mr. Cole will not be coming today. I just got off of the phone with our shuttle bus driver, and he informed me that all flights have been canceled, and the roads are shut down due to the storm. Even if Mr. Cole made it to the airport, we can't get him here. Jasper raked his hand through his hair, pacing down the counter and back again before speaking. Hope wondered how he could look better after mussing up his hair. Surely there is something you can do. Do you know who Mr. Cole is? He's the number one skier in the U.S., and he is on track to ski at the Olympics. You can't just leave him at the airport. Jasper's magnanimous tone cooled off Hope's lustful heat. Taking a deep breath, Hope counted to five before responding. Again, I'm sorry, but there is nothing I can do. The roads are impassable. Jasper's blue eyes iced over. Maybe I am not making myself clear. I work for Sporting Elite magazine, the number one sports magazine in the world, and I am interviewing the number one skier in the U.S. I need you to figure out how to get him here. Today, Hope narrowed her green eyes and lifted her chin, her long blonde hair bouncing in its ponytail. I understood you just fine, Hope said through gritted teeth, I think it is you who is misunderstanding me. All transportation has been halted due to the storm. There is no way that I can get Mr. Cole here today. Hope leaned across the counter and picked up a brochure. I would encourage you to look this over. It is full of activities that I am sure you will enjoy while you wait out the storm. Hope gave an Oscar-worthy smile while handing Jasper the brochure. I want to speak to your manager, Jasper said. I am the manager. Who is above you? My father, and he is not here today. Hope squared her shoulders, hoping she appeared more confident than she felt. Jasper put his hands on his hips and glanced down at his shoes for a few seconds before looking back up. Fine, would you please let me know if anything changes? My career hinges on this interview. Hope's attitude softened at Jasper's admission. He looked like his puppy just died. Absolutely. I am very sorry. If there was anything I could do, trust me, I would do it. Hope pulled out a gift card and swiped it through the card reader. Listen, here is a gift card for the spa. Please, get a massage on me for the inconvenience. Jasper raised his eyebrows. ICA. Hey, Hope, how's it going? A young man in his 20s with chocolate milk skin, and a perfect white smile, rolled his way over to the counter in his wheelchair. Hi Reggie, how are you doing? Hope smiled, grateful for a friendly face. Oh, you know, just waiting out the storm like everyone else. Hope turned toward Jasper. Jasper, I would like to introduce you to Reggie, one of Darby Chalet's ski instructors. Reggie, this is Jasper Cooper, a writer for Sporting Elite magazine. A smile lit Reggie's face, nice to meet you. What brings you to town? Jasper looked at Reggie and smiled, quickly averting his eyes away from Reggie's chair. Nice to meet you too. I'm here to do an interview with Marcus Cole. Marcus Cole is coming to Darby Chalet? Why didn't you tell me, Hope? I didn't know who he was until Mr. Cooper told me. Jasper turned back to Reggie. You're an instructor? What sport? Alpine skiing, Reggie said. Jasper considered Reggie, forehead creased, his eyebrows meeting in the middle. Reggie and Hope shared a look and gave a hearty laugh. You're trying to figure out how a disabled person can teach people to ski, aren't you? Reggie said. Hope chimed in. Reggie instructs people with disabilities. He also helps instruct the kids. I use a sitting monoski. It's adapted for me to use with my paraplegia, Reggie said. Jasper folded his arms across his chest and leaned against the front desk. Hope noticed his sweater tighten in the arms where his muscles flexed, and had to turn away. She picked up a pamphlet and fanned her face. How long have you been skiing? Jasper asked. Well, that's kind of a tricky question. I've been on skis since I was a toddler, so I guess I've been training my entire life. I had my accident when I was 15. It took about 5 years to get me back out on the slopes after my accident, and anh hùng đích thực, Hope Stewart đặt ống nghe điện thoại xuống và thở dài. Quay sang máy tính xách tay trên quầy, cô mở ứng dụng thời tiết và nhìn chằm chằm vào màn hình, xin lỗi,
Một người đàn ông trong bảnh bao mặc quần kaki và áo len len nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Tên tôi là Jasper Cooper. Tôi đến thị trấn vào buổi tối để phỏng vấn ông má cất cao lệ. Tôi đang tự hỏi liệu anh ấy đã đăng ký chưa. Điện thoại di động của tôi đã chết. Đôi má của Hốc ấm lên khi cô ấy quan sát mẫu vật tuyệt đẹp trước mặt mình. Mái tóc đen và đôi mắt xanh biếc của anh ấy dường như là sự đối lập giữa ngọt ngào và nguy hiểm. Một mâu thuẫn cô ấy sẽ không ngại khám phá. Xin chào, ông Cooper. Chào mừng đến với Darby Chalet. Thật không may, ông Cowley sẽ không đến hôm nay. Tôi vừa nhận điện thoại với tài xế xe buýt đưa đón của chúng tôi. Và anh ấy thông báo với tôi rằng tất cả các chuyến bay đã bị hủy và các con đường bị đóng cửa do bão. Ngay cả khi ông Cowley đến sân bay, chúng tôi cũng không thể đưa ông ấy đến đây. Jasper đưa tay vén tóc, đi đi lại lại trên quầy trước khi nói. Hốc tự hỏi làm thế nào anh ấy có thể trông đẹp hơn sau khi chỉnh sửa lại mái tóc của mình, chắc chắn có điều gì đó bạn có thể làm. Bạn có biết ông Cowley là ai không? Anh ấy là vận động viên trượt tuyết số 1 ở Hoa Kỳ và anh ấy đang trên đường đi trượt tuyết tại Thế vận hội. Bạn không thể để anh ấy ở sân bay. Giọng điệu hào hùng của Jasper đã làm dịu đi sức nóng ham muốn của Hốc. Hít một hơi thật sâu, Hốc đếm đến năm trước khi trả lời. Một lần nữa, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm gì được. Các con đường không thể vượt qua được, đôi mắt xanh của Jasper lạnh đi. Có lẽ tôi đang không nói rõ về bản thân mình. Tôi làm việc cho Sporting Elite Magazine, tạp chí thể thao số 1 thế giới, và tôi đang phỏng vấn vận động viên trượt tuyết số 1 ở Mỹ. Tôi cần bạn tìm cách đưa anh ta đến đây. Hôm nay, Hốc nheo đôi mắt xanh lục và hết cằm lên, mái tóc dài vàng óng buộc đuôi ngựa. Tôi hiểu bạn rất tốt, Hốc nghiến răng nói, tôi nghĩ chính bạn là người đang hiểu lầm tôi. Tất cả các phương tiện giao thông đã bị tạm dừng do cơn bão. Không có cách nào mà tôi có thể có được ông Cao Lê ở đây ngày hôm nay, Hốc nghiêng người qua quầy và chọn một tập tài liệu. Tôi khuyến khích bạn xem qua điều này. Nơi đây có đầy đủ các hoạt động mà tôi chắc chắn bạn sẽ thích trong khi chờ đợi cơn bão bùng nổ. Hốc nở một nụ cười xứng đáng với giải Oscar khi trao tập tài liệu cho Jasper. Tôi muốn nói chuyện với người quản lý của bạn. Jasper nói, tôi là người quản lý, ai ở trên bạn, cha tôi, và ông ấy không có ở đây hôm nay. Hốc bình phương vai của cô ấy, hy vọng cô ấy xuất hiện tự tin hơn những gì cô ấy cảm thấy. Jasper chống tay lên hông và liếc nhìn đôi giày của mình trong vài giây trước khi nhìn lên. Tốt thôi, bạn vui lòng cho tôi biết nếu có gì thay đổi. Sự nghiệp của tôi xoay quanh cuộc phỏng vấn này, thái độ của Hốc dịu lại khi được Jasper nhập học. Anh ta trông như con chó con của mình vừa mới chết, chắc chắn rồi. Tôi rất xin lỗi. Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm, hãy tin tưởng ở tôi sẽ làm được. Hốc rút thẻ quà tặng và quẹt thẻ qua trình đọc thẻ. Nghe này, đây là một thẻ quà tặng cho spa. Làm ơn, hãy xoa bóp cho tôi vì sự bất tiện này, Jasper nhướng mày. Tôi ca, này, Hốc, mọi chuyện thế nào rồi? Một thanh niên khoảng 20 tuổi với làn da màu sô-cô-la sữa và một nụ cười trắng trẻo hoàn hảo, đang trên chiếc xe lăn lăn bánh tới quầy, chào Reggie, bạn thế nào? Hốc mỉm cười, vẻ mặt thân thiện biết ơn, ồ, bạn biết đấy. Chỉ chờ đợi cơn bão như những người khác, Hốc hướng về phía Jasper. Jasper, tôi muốn giới thiệu bạn với Reggie, một trong những người hướng dẫn trượt tuyết của Darby Chalet. Reggie, đây là Jasper Cooper, một nhà văn của tạp chí Sporting Elite, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Reggie, rất vui được gặp bạn. Điều gì đưa bạn đến thị trấn? Jasper nhìn Reggie và mỉm cười. Nhanh chóng rời mắt khỏi ghế của Reggie, cũng hân hạnh được gặp bạn. Tôi ở đây để thực hiện một cuộc phỏng vấn với Marcus Cowley. Marcus Cowley sắp đến Darby Chalet. Tại sao bạn không nói với tôi? Hốc, tôi không biết anh ta là ai cho đến khi ông Cooper nói với tôi. Jasper quay lại với Reggie. Bạn là một người hướng dẫn. Môn thể thao nào? Trượt tuyết Alpine, Reggie nói. Jasper nhìn Reggie. Trán nhăn lại, lông mày giao nhau ở giữa, Reggie và Hốc cùng nhìn và cười sảng khoái, bạn đang cố gắng tìm ra cách một người khuyết tật có thể dạy mọi người trượt tuyết, phải không? Reggie nói, hy vọng đã đến. Reggie hướng dẫn những người khuyết tật. Anh ấy cũng giúp hướng dẫn bọn trẻ, tôi sử dụng trượt tuyết đơn ngồi. Nó được điều chỉnh để tôi sử dụng với chứng liệt nửa người của mình.
Reggie nói, Jasper khoanh tay trước ngực và dựa vào bàn trước, Hope nhận thấy chiếc áo len của anh ấy bó chặt vào cánh tay nơi cơ bắp của anh ấy linh hoạt, và phải quay đi, cô ấy cầm một cuốn sách nhỏ và quạt vào mặt mình, bạn trượt tuyết bao lâu rồi? Jasper hỏi, chà, đó là một câu hỏi khó. Tôi đã chơi ván trượt từ khi còn là một đứa trẻ mới biết đi, vì vậy tôi đoán rằng tôi đã rèn luyện cả đời mình. Tôi gặp tai nạn khi tôi 15 tuổi. Phải mất khoảng 5 năm để có được, tôi trở lại trên sườn núi sau tai nạn của tôi.